Hi everyone, here is Lina, and today I will show you how to make coconut sandwich cookie with taro paste. So today, bong on mat phek tang oh khnia, khnyom Lina, thngai neh nang banhang pi robiep tveu nom cookie dai mien snool trav. We need 2 egg white. Jeung trou ka pong muan phnai khang so 2 krop. We beat the egg white about 2 minutes on medium high heat. Young white from one night, poor sonny, lo burn my shum by high tier peanutty. And we add 1/3 cup of regular sugar. But top the young white from one night, poor sonny, along the cheer of poop saw saw and chung high. Allow young that score saw, muy pit by cap joel. And we continue to beat it for another 1 more minute. Hai jeung vay vi pa hai chi 1 niti tiet na. Lubuen ma chum. After we put the sugar in, we beat it about 1 to 2 minutes or until it becomes a nice egg white with no dripping like this. And it done. But top young that score high, young white, we have high gym with a pin at the tin. Rumor got a young look more, we chop hot letter. We know behind my junk all day, no job, no, we are hot letter, but no money to have a couple of moments. And we zip in a half cup of ground coconut. High young rain, such dome, glass cup, joel. Sạch đông để dừng bọc hai mọt mọt này hết dừng rèn cả là khắp chỗ nó and also sip in a half cup of tapioca starch hai dừng rèn mà xào chá cả là khắp chỗ. And gently fold it. I just move it. Tien nhập bông ngoan đều dùng quay 2 gram nắng. Tien viết tờ lọp cho là chỉ muối mà sao hay nặng đồn nắng. Just grab from the side and then cut it inside. Do like this about 10 to 15 times from the side and cut from the side and cut it go we begin kia đó nhưng cao we begin kia chan hay hiện cắt vô dù phía cắt phía we don't want to over mix it. If we over mix it, the cookie come out, it gonna become the flat cookie. Dương cùng cô vì ỏi vì riêu bê chá, mà cô vì khlang bê vì riêu. Dương đột vì tư, vì nâu bạc, cookie nâng vì sạpạt. It become something like this. It running, but it not run fast. Lực sạp rìa máu vì hố, bàn tay vì ọt hô lửa nâng á. Vì nâu hiển khắp chân ba này chụp cô vì á.
After this, we just leave it like that about 30 minutes before we bake them. Và tỏ bị dưỡng chạm viên chân hái dân tục oi vì nâu nặng và hai chị lạc máu môn đường dưỡng đọt vía tục oi vì hiện sụt à lơ lơ tí nhé. Just allow the surface to dry up a little bit before we bake it. We preheat the oven to 325 degrees Fahrenheit and put the cookie to bake for 15 minutes. Dương bạc oven nó cầm đảo và viên lan đo 325 degrees on F. Hay dương đặt cookie nó đột và hai chia đọc pram nè tì. After we bake it, we take it out and allow them to completely cool down. Top bây giờ đặt hai dân vô bên trên nhé, tục ai về từ chuyện. To make the taro paste filling, we steam about 2 cups of taro thread. We put it to steam on medium high heat about 15 minutes. Need for snool trav á, dân chồng hơi trav dân chu khai đó, và hai chị pi khắp đặt về chồng hơi phơi cái đang mà xuống chồng hơi đọc ram nè tì. After we steam it about 15 minutes, the taro is cooked now. We add in 1/2 cup of sugar. Và tỏ bị dân chồng hơi trav đọc ram nè tì, trav nó bị chân hay. Ở lâu dân đặt score số cả là khắp chốn. A 1/2 cup of coconut milk. Hai tí đôn cả là cup. Dừng đã bị chô đó. And we also add in about 1/4 teaspoon of salt. Hai dừng đã ẩm bẩn và hai chìm mùi phía buôn sạp riêng cà phê đã bị chô đó. Chà, mix it well, since the taro still hot. Hai dừng chụp bỏ về chô nghĩa sọc á. Toàn là trao nắng về nâu cả đầu á. Vì là lấy score lỗ. After everything is mixed and done, and here is how I make the taro paste for the cookie filling. Và tỏ bị dân cô vì chỗ này sọc hay. Hả lâu dân bàn snool trav. Xâm rạp đã snool cookie ấy. And here are the cookies that we already baked and already cooled down. We grab one of them. Dừng vô muối mất á. À này cookie là dừng đốt hơi nữa. Dừng vô bia mặt khang chân máu. We scoop about 1/2 tablespoon of taro paste. And try to apply it on the top. Dừng vô nung cookie muối nâng máu. Hay dừng liệp. Snool trav này và hai chia cả lá sạp bia bảy. And put the outer one on the top. Look at this. Here is the coconut cookie sandwich with taro paste filling. Nít dân bàn nung cookie sandwich đã miên snool trav. Chúng ngay nhé. The coconut cookie sandwich with taro paste filling is done. And thank you for watching. Bye bye. Nung cookie sandwich đài miên snool trav. Nhóm thơ hai hai. Hai ocon đài mơ video rồi bọc nhóm chùm riệp lìa. To make the fine coconut powder, we toast the coconut thread on medium high heat about 7 to 8 minutes.
or until it dry up. Anh ấy là biếp thưa đồn mọt mọt á. Mà sao đồn mọt mọt. Môn thử bốn dương linh đồn đi. Nơi lơ cái tên chân á, bạch đặc là nhé. Dương linh vi oi vi sùi. Và hai chia bầm bơ tâm bầy nửa tim á. After 7 to 8 minutes, the coconut thread, it turns lightly brown like this. And it kind of dry up. And we can turn the heat off. Và to pi dương cô vi linh bầm bơ bầy nửa tí á ná. Đồn á về riêng prai po à. Tàu hiền có hôm chân hay vi smooth ấy. Dương ách bật phương bàn ấy. And we can pound the coconut thread. Hai dương bọc vi mọt tí. Dân đã đồn bọc hai nhé, rèn nơi cái chai chân á. Hay dân vô ta phần này khẳng mọt. Everything that not go through, we gonna pound it again. Nói à nâu lơ cái chai ní, bà này ta về hiện thông thông á, dân bọc về mà đoàn tiết á. So fine. Tịch đồn ní mọt lộ ná.